Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ 4 bánh máy xăng và sử dụng 4 cái phanh dầu 4 bánh cầu cứng các bạn nhé. Cầu cứng 4 phanh dầu 4 bánh và sử dụng nhíp sau 5 lá, nhíp trước là 4 lá. Số lùi cốt 17 hay 19 là do các bạn lựa chọn. Không kèm số phụ, trục các đăng, phụ kiện nhíp, phụ kiện phanh dầu, chân phanh dầu đầy đủ các bạn nhé. Ở trong video này thì mình chỉ để tương đối thôi, mình không để chân phanh dầu lên. Bộ này có đầy đủ phanh dầu cho 4 bánh, dây dầu và chân thắng đầy đủ. Khi các bạn mua hàng thì cứ yên tâm là cái đấy sẽ có đầy đủ. Và bên mình sẽ chụp cho các bạn xem những cái phần đấy sau. Phần hệ thống lái không trang bị công tắc các bạn nhé. Hệ thống lái vô lăng loại dày. Bánh xe thì được trang bị là dòng bánh 400-12 có bản rộng là 10cm và đường kính là 50cm như trong hình ảnh đây. Đây các bạn có thể quan sát từng chi tiết một này. Đằng trước phanh dầu này. Đấy, hai cầu đằng trước phanh dầu này. Cầu sau cũng phanh dầu này. Dây dầu là đầy đủ dùng cho phanh chân nhé. Đây là hệ thống nhíp 5 lá và phụ kiện này. Nhíp 4 lá thì phụ kiện nó cũng như vậy cho nên mình không để ra đây nhé. Nhưng rất là đầy đủ phụ kiện. Đây là nhíp 4 lá này. Cái cặp bánh thì các bạn có thể xem đây là bánh trang bị 400-12. Loại vành dày các bạn nhé. Vô lăng dày này. Và một bộ số này. Tiến lùi và dùng cho hai loại cốt này. Các bạn có thể loại lựa chọn khỏe hơn thì số lùi có số phụ, hoặc là số phụ ở trên cầu, hoặc là các bạn có thể chọn số lăm tạ. Bên mình cũng có số lăm tạ, cả dây cũng có, đầy đủ hết. Mình cứ đưa ra khung sườn của nó là bộ cầu trước, cầu sau và hệ thống lái thôi. 4 bánh xe các bạn có thể lựa chọn thêm. Thì không nhất thiết là các bạn chọn bộ như này, các bạn có thể đưa ra cái cấu hình các bạn mong muốn. Thì bên mình sẽ dựa theo cái khung sườn như thế này để dựng lên một bộ cho nó phù hợp. Xin lưu ý là khi các bạn hỏi giá của bộ nào thì các bạn tốt nhất là các bạn sử dụng Zalo, các bạn chụp lại màn hình trên máy tính ấy, hoặc trên điện thoại ấy, rồi các bạn gửi lại cho bên em thì bên em sẽ báo giá theo video đấy nó chuẩn hơn. Đây là cái hệ thống lái. Đồ thì nhà em cũng sẵn, rất là sẵn. Các bạn lựa chọn loại nào cũng có, và bọn em có thể làm theo yêu cầu cho khách hàng được. Thì khách hàng lưu ý như thế. Số phụ cũng có, số lăm tạ cũng có, 5 tiến một lùi cũng có, mà 4 tiến một lùi đều có cả. Thì cấu hình các bạn, khi các bạn chủ yếu các bạn lên thôi thì mình sẽ điều chỉnh cho các bạn. Chứ nhiều cái nó cũng khó, khi các bạn gọi điện thì nó không cụ thể được, không chi tiết được. Thì nhiều cái mình sẽ trao đổi thêm trên Zalo. Còn cái thiết bị thì bên mình rất là sẵn. Các bạn thích cái bộ như thế nào thì các bạn cứ nói là mình sẽ lên cho các bạn. Đây là một cái bộ này là mình cũng rất là tâm huyết vì nó sử dụng phanh dầu. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng hệ thống treo. Bộ này sử dụng hệ thống treo nó cũng rất là êm. Thì lát nữa thì mình có dựng lên cho các bạn một bộ cái hệ thống treo. Hệ thống treo thì các bạn nào mua đồ bên em thì cũng đều biết rồi đấy. Nó gồm cái lò xo thanh đòn này. Rất là êm. Thì nó sẽ thay thế hoàn toàn cái nhíp này. Thì các bạn lưu ý là nếu như các bạn muốn sử dụng hệ thống treo thì các bạn báo bên mình. Thì bên mình sẽ dựng cái hệ thống treo lên cho các bạn thì nó sẽ không sử dụng nhíp nữa.
đây để nhiên thì giá thành của hệ thống treo thì nó cao hơn một tí nhưng độ êm thì nó rất là cao. Thì cái hệ thống treo đấy thì em cũng có làm video rồi, thì mỗi một cái bộ nó chỉ thay đổi một chút thôi mà đều làm video thay đổi theo thì nó cũng rất là khó. Cho nên là mong các bạn khi đặt hàng ấy thì có yêu cầu về thay đổi về cái kết cấu khung gầm ấy thì bên em sẽ làm theo thôi, chứ không làm hết biến thể của nó được. Rất là nhiều bánh này rồi bánh kia rồi cầu trước có dầu cầu sau không dầu, rồi thì cầu trước phanh dầu cầu sau phanh cơ, rồi thì hệ thống treo, rồi thì treo độc lập, xong rồi hai chữ A, rồi giảm sóc treo, rồi nhíp, rồi thì bánh này bánh kia, nếu mà sắp xếp theo biến thể của nó thì nó có tới vài trăm loại cũng không thể hết được. Rất mong là khách hàng thông cảm và chỉ cần các bạn nói lên yêu cầu là bên em sẽ đáp ứng theo được, chứ không thể làm video dành cho tất cả các loại được. Có được thời gian thì bọn em sẽ làm dần thôi, còn khách hàng yên tâm là bên em có đủ hết, trên thị trường có loại nào bên em có loại đấy. Đây là cái cây cầu phanh dầu này. Đấy, phụ kiện nhíp thì rất là đầy đủ. Đây cái hệ thống giảm sóc treo đây, nó là cái lò xo này này, đây là những cái thanh đòn đây này. Để mình thử sắp đặt lên sơ sơ nhưng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết.